Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn một linh kiện rất hiếm của BlackBerry, đó là cụm bo phím của BlackBerry 9981 Posture Design. Trên tay mình đây là cụm phím điều hướng 5 hướng của BlackBerry Posture Design P9981. Khi khách hàng có nhu cầu thay bàn phím nói chung và phím bấm của BlackBerry 9981 nói riêng, quý khách hàng vui lòng đến các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để thay phím mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm quý khách hàng có thể truy cập vào website www di động cao cấp.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như là dịch vụ sửa chữa BlackBerry 9981 nói chung và thay bàn phím điều hướng BlackBerry 9981 nói riêng. Tất cả những cái máy BlackBerry Posture 9981 gần như là các lỗi phần cứng rất ít gặp, chỉ duy nhất gặp phải tình trạng phím bấm bị liệt, phím bấm bị hỏng do trong quá trình sử dụng rơi nước vào hay rơi va đập. Còn những lỗi khác của BlackBerry Posture Design P9981 thì gần như là mình rất ít khi gặp và gần như là cũng không có trường hợp nào hỏng khác ngoài toàn hỏng màn hình thay bàn phím và vỏ xước mà thôi. Mọi thông tin về sản phẩm của khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 750 999 hoặc truy cập website www di động cao cấp.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như dịch vụ sửa chữa BlackBerry hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đường dây nóng 04 66 750 999.